người nha. Nay mình like cho mọi người xem cái combo vừa mới hoàn thành xong này, mày và mí này. Ừ, em đi làm mày cho em về nhá. Cảm cơm nha. Em làm lúc mày em về giờ, em cảm cơm này. Thì ông làm. Em mình like cho mọi người xem cái mày hairstyle vừa mới làm xong này. Và phun mí mở trong S-line nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy là đây là sản phẩm khi vừa mới làm xong, không hoàn toàn không hề sưng tấy một chút nào nha. Làm xong cái đẹp luôn này. Thì cái sợi mày của chị khách là có đã từng phun và đã xóa laser 2 lần chị nhỉ? 3 lần. 3 lần đấy. Xóa laser 3 lần. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy này, cái laser ở bên mình xóa kể mặc dù là xóa bao nhiêu lần nhá, thì cái sợi lông mày vẫn giữ nguyên, không hề bị đứt hay là bị không sưng không đau luôn đấy. Review chân thực nhất nha mọi người. Hello Hoài Anh, hello Thu Trang. Thì mọi người thì nhìn thấy cái bề mặt da của chị khách á, khi mà vừa mới làm xong á, hoàn toàn không hề có một cái hiện tượng nó bị sưng nha. Và cái sợi nó rất là tự nhiên. Cái màu mình lựa chọn cho chị cũng nó cũng sẽ là cái màu nâu tự nhiên, nó trùng với cái sợi lông mày thật. Và cái này sau khi nó bong ra nó sẽ co vào một chút. Và cả phần mí cũng vậy, bong ra nó sẽ co và nó nhạt hơn một chút nha mọi người. Thì nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Đó, mọi người nhìn thấy cái xinh không ạ? Kể cả mí mắt vừa mới phun xong, như kể eyeliner thôi nha. Có cái mày này. Hello chị Hương Giang, chị Hương Giang thèm làm mày lắm rồi này. Hương chị Giang, chị mới chị đang bầu mà chị đang bảo là chị xóa laser xong chắc là chị đẻ mất. Bởi vì cái mày của chị nó đậm lắm. Đó. Hello Hoài Trang. Xin chào mọi người. Hello Sam Nguyễn. Đây là cái mày mình vừa mới làm xong cách đây tầm khoảng 1 tiếng, làm mày trước và phun mí sau. Cho nên là cái mày nó đang có bắt đầu hiện tượng nó xe và nó đóng vẩy vào rồi nha mọi người. Sau khi mà nó bong ra là nó sẽ nhạt hơn như thế này nữa nha. Thèm nhỏ nước dãi rồi em ơi. Nó không sưng không đau rồi chị. Đấy, da của chị đấy là da nhạy cảm, chị vừa mới chia sẻ xong. Thế mà làm xong hoàn toàn là không hề bị sưng và cũng không hề đau này. Nhiều bạn thắc mắc là phun mí có đau không chị? Thế là chị trả lời luôn cho các bạn ngay luôn. Nói chung là nó tê tê thôi, chị cũng không hẳn là đau lắm đâu. Đấy, nó tê tê thôi. Và phun mí nhanh đúng không chị? Đúng rồi. Đấy, có 30 phút là xong rồi. Học còn ưu đãi không chị? Còn ưu đãi đi em ạ. Xong Nguyễn inbox cho chị nha, chị gửi cái nội dung khóa học cho em nha. Phun mí đi cho mí mắt là to hơn. Đấy. Đấy. Mình biết là mình làm xong đẹp như này thì mình làm lâu rồi đúng không chị? Đúng rồi, không phải chờ đến tận bây giờ. Chị sợ đau lắm. Đấy. Chị đắn đo mãi bởi vì có nhiều bạn thích phun mí lắm, bởi vì còn nhiều người không phải là ai người ta cũng kẻ được mắt, mà kể cả có kẻ cũng hay bị lem á. Cho nên là phun mí này nó rất là nó vừa xinh mà nó vừa tiện, lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng xinh, đi ngủ cũng xinh luôn này. Bây giờ còn quả môi nữa thôi, hôm sau quất nữa là xong. Rồi. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc livestream tại đây nha. Mình sẽ up ảnh cho mọi người xem kỹ hơn. Chào mọi người nha.